đào đấy, sốt xình xịch lên. Năm nay đào đẹp. Năm nay đào đẹp. Tuyết đỉnh thì thôi. Gạc xuống lên hình đẹp đấy. Hoa lở vườn đào đã đẹp. Đấy, chú đang vỗ đào. Quay chế rồi. Rồi bố đây, bố mày đây này. Giờ mới xây lên hình nữa nào. Em 35 rồi, chưa đẹp. Nguyên lúc bà Liêm mà bố nào. Bố nào? Bố đây chứ bố đâu. Con nó lại lớn hơn con mình. Con nó à, thì đúng là gì đó. Đi bộ đội cha con nó lại lớn hơn con mình. Thế bây giờ mình sẽ gọi nó một chí. Con lồn bà thế này. Mẹ dò đến nè, bố mày trồng nhiều đào lắm. Bố mày đang trồng nhiều đào đấy, đang bó đào đây. Năm nay đào rẻ đây. Bố mày bán. Bao nhiêu năm rồi? Bố còn 50 chết mẹ rồi rồi. Bố mày bán vườn đào có 1,5 triệu cả vườn. Còn nhiều dặn gì đâu, bố bán bố có 1,5 triệu vườn đào đây. Bây giờ nó xin tiếng là phải thôi. Đây. Cả vườn đào này bố bán có 1,5 triệu rồi này. Nếu mà đúng đúng mẹ con mình nó vào nó gọi bố có 50 triệu không ăn thua. Đúng rồi. Mẹ ông nuôi sao 50 triệu là sao lớn bằng đây vậy? Mẹ có bao nhiêu cho tất. Mai con xin 50 triệu bố. Ôi con ơi, con ơi bố bán vườn đào mới có 1,5 triệu thôi, con thông cảm. Không nuôi vậy con đứa nó về nó gọi mẹ chứ. Tốt quá, cá vào ao ta là được. Đau lồn. Bộ thôi đoán nốt cả bà về đây hiểu? Cho hai bà nhà mày chăm đào nhá. Đào nhà tôi đi cho hai bà hai bên. Thế mày đang làm gì đấy? Đấy, cả vườn đào bố bán có 1,5 triệu. Con là xin 50 triệu thì bố lấy đâu có tiền ra. Nằm... Bố tắt thở với mày. Đấy vườn đào đẹp này mà. Gia Lộc mình bị dương tính không cô? Dương tính á. Đấy cái thằng dương tính là từ thằng Thạch Khôi. Ôi ở Thạch Khôi bị dương tính không? Thạch Khôi là thành phố rồi. Trước là thuộc Gia Lộc mình. Mấy thằng Dũng là thành phố Hải Dương. Thành phố Hải Dương. Thành phố là thuộc thành phố Hải Dương. Đúng đúng rồi. Nhưng mà mấy ông Dũng Gia Lộc này mới ra Khánh đi xe của nó. Mấy ông Dũng Gia Khánh Gia Lộc này đi xe của nó thì cũng là cách ly rồi còn gì. Thế đảo bố mới bán có 1,5 triệu cả vườn. Này. Vườn đào đẹp này. Thế là hết Tết rồi. Năm nay đào Tết rồi đấy. Mẹ 21 ngày cơ. Quà Tết. Cách ly bây giờ. Người cách ly đi cô ơi. F1, F2 mà cho đi cách ly là thôi. Hết Tết 21 ngày mà. Chính phủ bây giờ cho 21 ngày cơ chứ không 14. Không phải 14, 15 ngày nữa. Không 14 ngày nữa rồi. Chết rồi. Giờ là 21 ngày. Không chịu đọc, không chịu nghe thời sự à? Không chịu nghe thời sự. Thời sự 21 ngày rồi. Nhưng mà Vũ Đức Đam mà quyết tâm dập dịch trong vòng 10 ngày. Hôm nay là 2 ngày rồi. 3. 3 rồi. Đó. 3 ngày mà thứ 4 này. Dập dịch trong vòng 10 ngày. Đấy thế đảo Hải Dương thì mới rẻ thế. Hòa Bình cũng quá rồi, Bắc Linh cái hoa này này.
Cái hoa này bây giờ mà cái sao vàng sắc lạc đấy, sắc lạc đấy. Còn cái hoa hoa đỏ này. Sao vàng sắc lạc làm gì xuống? Uống à? Nước nụ đẹp nhỉ, rằm thế này mày bán còn rẻ, không đủ tiền phân, tiền giò, tiền công, tiền giống, tiền vốn. Dã màn nước nụ đẹp này, này là 25 nở rực luôn, đỏ luôn này. Tiền phân cứ 10 triệu một xe. Cây đào 2 năm đã 350 rồi. Thế mà bán giá thế thì làm sao mà. Mà có công ấy. Thằng ở, nó đưa lên là Vân Đồn với này. Thằng mấy ông ở thành phố Hồ Chí Minh là có nguy cơ cao đi. Thằng Vân Đồn nó có cứu thương mọi là gì? Vân Đồn là hiện giờ còn khoảng độ 20%. Thế? Sự sống sẽ còn khoảng độ 20%. Nặng quá đi. Nặng rồi. Nó phá hết. Mẹ đi, mẹ sớm thì tốt.